Rồi mình, mình mình bắt đầu luôn Thì thứ nhất là mình nói theo cái quan điểm cá nhân nha Mình chỉ nói đang theo hướng là quan điểm cá nhân Thì chúng ta nên theo mình Tức là cái cách mà mình đi để mình mình tiến bộ về mặt về mặt Mình đi theo hướng số học á Là mình sẽ đi đầu tiên là mình phải hiểu về cái cái buổi 1 Cái phần 1 mà mình nói á Là cái phép chia và đồng dư Đầu tiên chúng ta hiểu về cái chia hết đúng không? À, cái chia hết Cái chia hết phép chia hết, chia hết cho đúng không? A chia hết cho B á, à, từ cái A chia hết cho B này thì cái này là cơ bản rồi, cái này là cơ bản, chúng ta đẩy nó về cái 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 đồng dư, à, cái đồng dư, à, đẩy về cái đồng dư, à, từ phép chia hết cho á, à, chia hết cho thì chúng ta chuyển về phép đồng dư. Đây là cái nền theo mình quan điểm của mình là chúng ta phải phần này chúng ta phải ưu tiên trước, chúng ta phải vững phần này trước, à, vững phần này trước à, vẫn phần này trước sau đó à, chúng ta tức là khi khi mà dạy cho học sinh á, theo mình cũng nên dạy từ phép chia hết nhưng mà đẩy nó qua đồng dư đẩy qua đồng dư xong á thì chúng ta tiếp tục đi tới phần 2 á, là định lý phép ma luôn định lý phép ma à, là cái buổi hôm nay cái buổi hôm nay à, tất nhiên cái cái đồng dư nào đồng dư thì nó rộng nhưng mà chúng ta nói ở cái đồng dư đầu tiên nào cho học sinh chúng ta nói cái nội dung hồi bữa mình nói á, à, phạm vi trong phạm vi đó thôi đó là cái tính chất của đồng dư À, các tính chất của đồng dư đúng không rồi một cái công thức sức mạnh của công thức công thức dùng rất là nhiều mọi người cái 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 ở phần 1 mình có nói về sức mạnh công thức là a cộng b tất n đồng dư với b mũ n mốt a công thức này rất là mạnh chúng ta sẽ dùng xuyên suốt trong các buổi giao lưu và số học luôn hôm nay vẫn dùng mọi người hôm nay vẫn dùng công thức ở lại rồi Tuần sau hay là tuần kia mình soạn phần 3 xong chúng ta vẫn phải sử dụng nó. Kể cả liên quan tới số chính phương nha. Tức là số chính phương và phép đồng dư chúng ta vẫn phải sử dụng công thức này. À, thì sau khi hôm nay chúng ta sẽ nói về định lý phép ma. Và định lý phép ma này là mình làm gọn tức là những cái ý quan trọng của phép ma. Sau đó mọi người dựa trên nó, mọi người phổ biến nó ra nha. À, mình sẽ đi rất là rộng à, chỗ này. rồi à, Sau đó chúng ta sẽ nói về phần 3. Phần 3 mọi người. À, quan điểm của mình là phần 3 chúng ta nói về số chính phương số chính phương và đồng dư tức là số chính phương liên quan đồng dư à, liên với đồng dư tức là gì? À, a bình a bình mà khi chia cho ba là dư không một á, rồi số chính phương mà khi chia bốn là dư không một bốn chia tám dư không một bốn mọi người các bạn và mình sẽ giải thích vì sao kỹ càng. So nếu tiếp tục thì theo mình á, tất nhiên nó còn nó còn nó còn nhiều phần nhưng quan điểm của mình ba phần này là ba phần chính nha quan điểm cá nhân của mình đây là ba phần quan trọng mà cần phải vững. Tức là khi dạy cho học sinh, học sinh nó phải được vững ba phần này. Nó giống như ba viên gạch đầu tiên xây dựng cái nền móng của số học mọi người. Tức là nhiều bạn nhắn với mình đó là xin tài liệu về số học, à, hỏi mình là nghiên cứu quyển sách nào về số học để tiếp tục từ đầu. Thì hôm nay mình chia sẻ cái những cái buổi giao lưu như vậy. Tại vì lúc đầu lúc mấy bạn hỏi là mình cả mình lúc đó mình chưa vững về số học. Và bắt đầu mình đi ngâm cứu, mình đi thử các phương pháp thì cái cái đường này là đường giúp cho mình tiến bộ vào số học nên hôm nay mình chia sẻ lại. Hôm nay mình chia sẻ lại cái hướng mà mình đã tiến bộ vào số học. À, thì đây là ba viên gạch đầu tiên theo mình cần phải vững. À, và mình thấy một điều là những cái tiếp tục những cái sau này khi mà mình tìm hiểu về số học á thì mình thấy những cái sau này nó đều sử dụng ba cái này cả. M mà mọi người đúng không? nên mình quan điểm rằng ba cái này là ba viên gạch xây dựng nên một cái tam giác giống như một cái ngôi nhà hình tam một cái hình lăng trụ số học coi như là hình lăng trụ đáy tam giác đi thì ba cái phần này giống như ba cái đỉnh của tam giác tạo thành cái đáy và việc chúng ta là nâng lên thành cái tầng thôi thì cái việc nâng đó nó dựa trên nền tảng là ba phần này đó là con đường mà mình nghĩ ba phần này là ba phần quan trọng nhất à, sau đó chúng ta phát triển ra nên mình giao lưu với nhóm ba phần này xong thì chúng ta sẽ kết thúc không phải kết thúc mà là tạm dừng cái chuyên đề số học ta chuyển qua những cái chuyên đề khác ví dụ chuyên đề hình học hình học thì chắc phải nhờ bạn thế hình học phải nhờ bạn thế à, bạn thế là khá chuyên về hình học à, khá chuyên về hình học thì ba phần này sau đó chúng ta đi các chuyên đề khác rồi nhóm sẽ quay lại tiếp tục số học mọi người à, quay lại tiếp tục số học tức là nâng các tầng lên nâng những cái tầng nhà của số học lên thì có sẽ đi là phần 4 là gì theo mình phần 4 sẽ nói về số chữ số tận cùng à, chữ số tận cùng cái chữ số tận cùng mà mình soạn để giao lưu với nhóm á, nó sẽ hơi khác với những cái tài liệu các bạn đọc mình đã đọc nhiều tài liệu rồi mình thấy cái tài liệu mình mình có ý tưởng soạn nó sẽ khác nó không phải là bắt nhớ à, là gì à, cái này chữ số cứ nhớ cái tính chất không nó sẽ được xây dựng một cách rất bài bản và khi chúng ta chúng ta lỡ quên kiến thức mọi người chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng ra cái tính chất đó luôn và ta áp dụng làm bài tập luôn và cái việc xây dựng rất là nhanh không có mất thời gian. À, giống như là chúng ta học về cái số dư mọi người. A bình á, a bình mà mốt uh, 01 với ba với mod à, đồng dư 01 13 á, chúng ta học một đống cái kiến thức về, về về cái này đúng không? Về số chính phương, đồng dư số phương. Nhưng đa số hồi xưa á, hồi xưa là mình học thuộc lòng. Thuộc lòng xong mình quên mọi người, ví dụ như a bình thì mod 01 4 à 01 4, 01 4 khi mà mốt mấy? Mod 4 đúng không? Uh, mốt 8 rồi nếu là số lẻ thì mốt một thế vì sao vì sao và lẽ sử khi mình quên thì tính sao thì buổi phần 3 chúng ta sẽ có một cái quá trình suy luận nó mọi người và cái quá trình suy luận nó cực kỳ nhanh nó phải nhanh để trong trường hợp ta truyền lại cho học sinh học sinh bước vô phòng thi nó quên thì nó sẽ suy luận ra trong phạm vi 10 giây hoặc tối đa 30 giây phải suy được cái tính chất này trong trường hợp quên còn nếu anh nhớ thì nhanh rồi còn trong trường hợp quên chúng ta phải có cách để hướng dẫn học sinh nó suy ra một cách nhanh à, thì ở phần 3 chúng ta sẽ chia sẻ cái vấn đề này còn bây giờ chúng ta nói về đồng dư à, chúng ta đi vào mảng đồng dư rồi chúng ta tiếp tục mọi người à, à về mảng đồng dư thì mình đã có gửi tài liệu rồi mọi người xem thôi đúng không thì ở đây cái định lý đồng dư thì định lý gọi là phép mai nhỏ mọi người phép mai nhỏ thì b là số nguyên tố nha ở đây mốt b là mốt của số nguyên tố và a là một số nguyên nguyên dương À, chọn nguyên dương nguyên dương bất kỳ à, nguyên dương bất kỳ thì chúng ta sẽ có ngay cái công thức chúng ta tạm thời nhớ là mọi người cái quy tắc nhớ đã b phải là số nguyên tố b phải là số nguyên tố và a là một số nguyên dương đúng không và a là một số nguyên dương à, nguyên dương chúng ta ráp luôn cái định lý phép nhân nhỏ dùng luôn nhưng trong trường hợp cái số nguyên dương mà nó nguyên tố cùng nhau với số nguyên tố thì chúng ta có cái định lý hệ quả cái hệ quả này dùng nhiều dùng nhiều hơn cái thằng ở trên. Cái hệ quả này dùng nhiều bây giờ đầu tiên cái việc của chúng ta là chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ hướng dẫn học sinh đó là cái quy luật nhớ công thức. Còn cái phần chứng minh thì tự cái quy luật nhớ công thức mọi người. Đầu tiên phải nhớ được cái công thức và có quy luật nhớ, tạm thời chúng ta coi như chúng ta mặc định là chúng ta nhớ rồi nha. À, nhớ rồi. Còn cái phần chứng minh thì thôi về nhà các bạn cứ đọc phần chứng minh nghiên cứu có gì có gì thắc mắc thì gửi cho nhóm để tiết kiệm thời gian mình đã ghi sẵn phần chứng minh rồi thì ở đây có hai cách chứng minh hiện tại có hai cách chứng minh định lý phép mai chứ không phải một cách đâu hai cách là cái cách thông dụng nhất hiện nay ở các tư liệu đó, mà nếu chúng ta vô tình đọc đó, là người ta sẽ chứng minh cái thằng nói chung là hiện nay rất nhiều tư liệu viết lộn xộn mọi người họ ghi là định lý phép ma là định lý này nào? đây là phép ma còn đây là phép mang nhỏ. Phép mang nhỏ là cái hệ quả. Nói chung khá là lộn xộn. Mà những tư liệu mà ôn chuyên họ viết lộn xộn. Thì theo mình phép mang nhỏ là cái ở trên. Còn cái hệ quả của phép mang nhỏ. Tại định, lý phép mang lớn là cái cái định lý liên quan tới A mũ N cộng B mũ N bằng C mũ N mà. Đúng không? Làm sao mà được phép ghi đây định lý phép ma được. Định lý phép ma phải mấy trăm năm mới mới chứng minh xong mà. Nó liên quan tới A mũ N cộng B mũ N bằng C mũ N mà đâu phải liên quan tới ông Đồng Dư đâu mà vi phép ma nên theo mình đây là phép ma nhỏ, đây là phép ma nhỏ còn ông dưới chỉ là hệ quả thôi, hệ quả thôi nha nên mình thống nhất cái chỗ này tài liệu nào dùng sai thì chịu thôi, tự sửa thôi đây là định lý phép ma nhỏ chứ không phải ở trên là phép ma ở dưới phép ma nhỏ không phải không phải rồi nói quy luật nhớ thì chúng ta Tự từ ấy nha thì mình nói lại nè Ờ, ở trên đó là b ở đây là b là số nguyên tố nha b phải là số nguyên tố và a là một số nguyên dương bất kỳ thì chúng ta có ngay cái định lý phép mang nhỏ ở trên ở dưới là cái hệ quả ở dưới chỉ dùng được khi nào khi a và b phải là nguyên tố cùng nhau tức là ước chung lớn nhất là một thì chúng ta dùng dùng ngay thằng một nhưng mà thằng dưới dùng rất là nhiều nha mọi người vì sao thằng dưới dùng nhiều thì chúng ta sẽ trong quá trình chúng ta làm bài chúng ta sẽ tự hiểu chúng ta sẽ cảm được là vì sao gì đồng dư với một đồng dư với một thì khi chúng ta mũ n lên thì nó vẫn là đồng dư với một nó à, hay là hay vậy đó nên tại sao cái công thức hệ quả nó dùng rất là nhiều vì liên quan tới một đồng dưới một mà mũ n cũng là đồng dưới một thôi nên dùng rất là nhiều Ở à, cái phần chứng minh thì mình nói đây đây nó có hiện nay có hai cách chứng minh lặng chứ không phải một cách chứng minh nhưng cái cách mà người ta hay thường thấy nhất ở các tư liệu á là cách này tức là chứng minh thằng hệ quả trước sau đó dùng thằng hệ quả chứng minh thằng tổng quát mọi <laughs> nghe không à đó à, và mình À, có một số tư liệu họ họ trình bày các chứng minh hơi phức tạp à, nên mình có chỉnh lại cho nó phù hợp cái ngôn ngữ mọi người vừa đọc nha mọi người vừa đọc thì ở đây nó có một cái yếu tố chúng ta nhắc đó, là chỗ này là chúng ta lấy hai vế cùng chia cho b trừ một gia thường thì chúng trong cái đồng dư ở ở phần một mình nói rồi chúng ta không được phép chia thoải mái không được tự tự chia không được tự chia à, không được tự chia nha ví dụ như mình nói là 8 đồng dư với 2 mốt 2 thì các bạn không được quyền chia thành 4 đồng dư với 1 mốt 2 cái này là sai mọi người thấy nó sai rõ không sai 4 chia hết cho 2 1 không chia hết cho 2 làm sao mà đồng dư được nó sai nên trong cái tính chất của đồng dư nó có bảo toàn tính cộng trừ nhân chia nhân nhân lý thừa nhân lý thừa nhưng à, cộng trừ cộng trừ nhân và nhân lý thừa chứ không bảo toàn tính chia nó chúng ta chỉ được quyền chi trong trường hợp nào đó là cái số chi chi phải nguyên nha đầu tiên bước một là chi nó phải ra nguyên không được ra phân số nha nên cái cái cái, cái em muốn cái bạn muốn chi chia uh, chi a đồng dư với b mốt một c đây muốn chi cho em m thì m phải là ước chung của ab bước đầu tiên là ước chung của ab để cho nó gì để ra kết quả là nguyên đồng thời cái m đó phải nguyên tố cùng nhau với c thì mới được quyền chia muốn chia cho em m thì cái m này á nó phải là đồng nó phải là nguyên tố cùng nhau với c cái mốt c á, m phải đồng dư uh, nguyên tố cùng nhau với c thì mới được chia nha nên để ý một để ý trong cái điều kiện chia mình ghi rất là rõ nè là vì cái cái mà mình muốn chia á, là nó nó nguyên tố cùng nhau với b thì mình mới được chia mình mới được chia nha yeah. chứ bình thường không được chi bình thường không được chia đâu à, đó ok à, rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp uh, vào nội dung chúng ta sẽ nói về cái kỹ thuật vận dụng mọi người à, nói về kỹ thuật vận dụng uh, nói về kỹ thuật vận dụng linh vào được mà chúng ta nói về kỹ thuật vận dụng cho mình lấy cái bài này mình nói kỹ thuật vì vì sao nghĩ ra được cái hướng giải vì sao nghĩ được hướng giải quan trọng là vì sao nghĩ được hướng giải thôi còn không cần ghi chép mọi người vì đơn giản là chúng ta đã có file rồi à, còn file word thì mình đã gửi tặng các bạn trong trong nhóm uh, Work dùm à, xin lỗi là mình không tặng file word được mình gửi pdf thôi à, file word thì nói chung những bạn nào giúp đỡ Work dùm thì mình gửi à, các bạn thông cảm giúp cái này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nói ý tưởng thế nào trong với bài này đó mọi người thì đầu tiên mọi người thấy nguyên tố hai số nguyên tố là nguyên tố nè khác nhau, b quy, b quy, nguyên tố khác nhau, b quy. Nếu mà đã hai số nguyên tố khác nhau thì nó có một đặc tính gì mọi người? Đính chính cái giả thiết, cái giả thiết này nói lên rằng b quy là nguyên tố cùng nhau rồi. Hai số nguyên tố tất nhiên phải nguyên tố cùng nhau rồi. Mà nếu nó nguyên tố cùng nhau thì nó dùng ngay định lý Fermat gì mọi người? Để lý phí... à, định lý, hệ quả định lý Fermat nhỏ là khi a mũ b à, đúng không? Mình coi một thằng là số nguyên và mốt đây mình sử dụng sử dụng mốt b mốt quy đi thì có phải là b mũ quy trừ một đồng dư với một không mốt quy không cái định lý hệ quả định lý thế mang nhỏ tức là khi a và b nguyên tố cùng nhau thì a mũ b trừ một đồng dư với 1 mốt b đúng không do mọi người hình dung bây giờ mình ráp nè b với quy thì mình mốt quy có phải b mũ quy trừ một không tương tự nếu mình mốt b vì nó nguyên tố cùng nhau rồi mọi người nó nguyên tố cùng nhau rồi mút b ở bên này không mốt a được nha cái chỗ này để ý là cái nếu mình ghi mốt a là sai nha Mốt a là sẽ sai vì sao em mọi người a không phải là số nguyên tố trong cái định lý phép ma nhỏ cái mốt của bạn phải là số nguyên tố cái mô lâm á mình đồng mốt cho nó nhanh cái mô lâm á nó phải là số nguyên tố nên à, định lý phép mà, phép me nhỏ trong trường hợp này phải là mốt B không thể mốt A. Nhưng mà may mắn ở trong này gì mọi người B quy là số nguyên tố nên ta dùng được. Vậy mốt B thì ông này sẽ là quy mũ B trừ 1 đồng dư với với 1. Đúng rồi, hình dung không? Đó. Đồng dư với một Đúng chưa? À, như vậy. Bây giờ. Chúng ta chuyển qua mọi người. Chuyển qua. Chuyển qua bây giờ thành tích B quy đúng không? À, tích b quy q thì chúng ta tay chuyển qua theo kiểu phép chia phép theo kiểu phép chia mọi người à, chúng ta chuyển qua như vậy là b mũ quy trừ một trừ đi một có phải chia hết cho q không và quy mũ b trừ một trừ một chia hết cho b không chúng ta nhân lại à hoặc là còn cách nào không hoặc là biến đổi lúc này à, biến đổi lời giải nó có rồi lời giải thì mình xem thôi, xem xíu đây. À áp dụng thêm cái này nữa. Ồ, oh, thêm sau khi phép ma vận dụng thêm cái tính chất này nữa. À sau khi thích đúng không? Mình 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 định được hướng là cái hướng rồi. À định được cái hướng rồi. À lý do mình nghĩ tới cái hướng rồi. Đúng không? Lý do mình nghĩ tới cái hướng rồi. Thì bây giờ sau khi dùng cái này nè mọi người, chuyển qua phía chia nè. Nhưng mà bây giờ nhân lại thì hồi nãy mình mình tính nhân lại á, nhân lại thì thằng kia nó bị vướng. Nó bị vướng. Thì nó có một cái điều đặc biệt gì nữa. Đó là riêng cái cái B này Mình dùng ngay cái tính chất này B mũ quy trừ 1 chia cho B hiển nhiên rồi. B chia hết cho B mà. Thì B mũ quy trừ 1 phải chia cho B. Rồi quy mũ quy trừ 1 chia cho quy. À cái vấn đề này. Thì bây giờ ông này cộng thêm nè. Cái ông này nè. Ông này cộng thêm cho quy chia hết cho quy bên này, bên này là chỗ này nè. Chỗ này cộng thêm cho quy mũ quy 1 thì nó sẽ vẫn chia cho quy mọi người. Bên kia cộng thêm cho b mũ trừ b, 1 thì chia cho b. À. Như vậy cái này giống nhau nè mọi người, nó giống nhau nè Nó giống nhau. À nó giống nhau. Tức là a chia hết cho b, a chia hết cho c mà bc nguyên tố cùng nhau thì a sẽ chia hết cho tích của bc. À đây, nó áp dụng cái tính chất này. À, áp dụng cái tính chất này. à Ok mọi người nó giống nhau đây Chứ hồi nãy mình tính, mình tính hay lấy hai vế nhân nhau Rồi nhân vô thì nó sẽ hơi không ra Lúc này mình sẽ sử dụng cái cái, cái nhận xét này À nhận xét này Ok mọi người Mọi người có thắc mắc gì hỏi luôn nha Mọi người có thắc mắc gì hỏi luôn Rồi nó không có thắc mắc mình đi tiếp Mình đi tiếp à, mình đi tiếp Thắc mắc là hỏi trực tiếp mọi người, thắc mắc hỏi trực tiếp luôn. Chúng ta qua cái bài này mọi người. Thắc bài này các bạn này b là số nguyên tố hay số nguyên dương à như vậy ở chỗ này chúng ta phải dùng cái phép mang nhỏ tổng quát chứ không thể dùng thằng hệ quả được vì chúng ta không thấy các nguyên tố cùng nhau với số nguyên tố như vậy chúng ta phải số nguyên tố này số nguyên tố đề bài mình dựa vào giải thiết tức là khi mình dạy cái bài này cho học sinh đó, mình sẽ phân tích cái giải thiết và mình suy luận ra và hai số nguyên dương đúng không? Thì ta mà hai số dương này không có nguyên tố cùng nhau với số nguyên tố nên ta không dùng cái hệ quả mà người ta dùng cái định lý trực tiếp luôn à, sau đó mình sẽ nhân thêm đó mọi người nhân thêm nè y mũ b x mũ b x mũ b này á thì chúng ta sẽ sử dụng chất gì chỗ nè mình suy thêm thường xíu nè mình lấy hai vế mình nhân cho cho y như vậy là y x mũ b đồng dư với x y mốt b đúng không còn ở dưới là gì nhân cho x thì sẽ có là x y mũ b đồng dư với x y mốt b đúng không, mọi người như vậy nếu lấy hai vế trừ nhau thì có phải bên kia là đồng dư với không không chúng ta ra được kết quả à ra được kết quả tức là cái bài này vẫn dùng lý thêm nhỏ và cái tính chất của đồng dư à đó ok mọi người đó vướng gì mọi người hỏi nha hỏi luôn á hỏi luôn trực tiếp rồi chúng ta đi tiếp rồi, cho nó nhanh cho nó nhanh rồi, cho nó nhanh qua bài này mọi người đơn giản bài này á là chúng ta chỉ Bây giờ yêu cầu chứng minh là A chia cho B Bây giờ mình giả sử A không chia cho B thôi Mà khi A không chia cho B mọi người Thì dẫn tới cái điều này nè à, Mình dùng phương pháp phản chứng Nếu A không chia cho B thì A A và 7 Ở đây B là 7 mọi người Ở đây B là 7 A và 7 là nguyên tố cùng nhau Đúng không? Như vậy Nếu như nguyên tố cùng nhau thì ta vận dụng định lý phê nhỏ là gì? A mốt 7 Mình sẽ dùng mốt 7 mọi người A mũ 7 trừ 1 đồng dư với 1 Có phải là A mũ 6 cái này không rồi mình nâng lên lũy thừa mình cần 6 mũ n mình cần 6 mũ n có phải là a mũ 6 mũ n thì đồng dư với một đúng không tương tự a mũ 6 m đồng dư nên mình cộng lại ra cái này ok mọi người mọi người không vậy tức là cái này mình viết thêm cái nữa a mũ 6 m đồng dư với 1 mốt mốt 7, đúng không rồi xong mình cộng hai vế à, cái tính chất đồng dư nó bảo toàn với nâng lên lũy thừa và cộng trừ nhân cái chia thì phải để ý một xíu tới ra được cái này như vậy nếu ra cái này á thì nó không chia cho bảy mọi người vì nó dư hai nó dư hai thì nó không chia cho bảy và trong khi giải thích chia cho bảy như vậy dẫn tới một sự vô lý như vậy cái phẳng cái điều giải sử là xa thì a phải chia cho bảy còn điều ngược lại nếu a chia cho bảy thì hiển nhiên quá hiển nhiên quá xong ok mọi người ok rồi có gì thắc mắc mọi người hỏi nha chứ đợi đến cuối giờ mà nhắn tin vô nhóm nhiều khi không phải ai cũng rảnh để trả lời nên hỏi trực tiếp luôn hay hơn à, hỏi trực tiếp hay hơn à, có ai hỏi gì hỏi à cái ai hỏi gì hỏi không hỏi thì mình qua tiếp à, mình qua tiếp thôi à. mình chỉ là phân mình chủ yếu là phân tích cái giải thiết để đưa ra hướng giải thôi còn lời giải là có sẵn hết rồi bây giờ tìm số nguyên tố b à, để mà hai mũ b cộng một chia cho b à, tìm số nguyên tố b thường thì theo mình mình có một tí kinh nghiệm mình chia sẻ đó là những cái bài toán liên quan tìm số nguyên tố đó. thường là mình hay làm theo kiểu là mình tách ra b bằng hai b bằng hai và những cái b lớn lớn bằng ba tức là nguyên tắc là b lẻ luôn á tại vì số cái tố chỉ có duy nhất một số chẵn thôi mình tách riêng số chẵn mình làm việc mọi người còn số lẻ mình làm riêng à, tức là mình mình nói cái thật thường hay đụng tới mà tiền số nguyên tố cái phương pháp này hay lắm nha chia trường hợp làm á à, rất là hay còn trong bài này thì không cần chia trong bài này thì không cần chia mình làm trực tiếp luôn cũng được mình làm trực tiếp cũng được là gì mình làm trực tiếp luôn là gì à, số nguyên tố đúng không thì hai mũ b đồng dư với hai mũ b mọi người tức là dùng cái định lý phép mai nhỏ dạng tổng quát á vì ở đây chúng ta không chia trường hợp nếu chia trường hợp thì mọi người sẽ dùng cái hệ quả ở đây không chia trường hợp nên không chia trường hợp thì cái số 2 và số b nó chưa chắc nguyên tố cùng nhau mọi người vì giả sử số b bằng hai sao còn nếu chia trường hợp á thì hai và b nguyên tố cùng nhau thì chúng ta dùng định hệ quả đúng không còn đây không chia trường hợp nó chuyển qua từ cái hệ này chúng ta chuyển qua được cái này trừ À, trừ cái này rồi mọi người phải mọi người dựa vào giả thiết nè ta tách ra hai này coi như là à, trừ cho nhau lấy hai này trừ nhau thì ra được số 3 như vậy đúng không chia cho b là như vậy ba chia cho b mà b là số nguyên tố thì b phải bằng ba đó mọi người b là số nguyên tố b bằng ba coi như xong kết quả mọi người hình dung này không hình dung, hình dung này còn nếu mà chúng ta chia hai trường hợp cũng được mọi người là với b bằng hai chúng ta thay vô chúng ta kiểm tra thì sai thì thì với b lớn bằng 3 thì dẫn tới b 2 và b là nguyên tố cùng nhau chúng ta áp dụng luôn cái định lý phép bài nhỏ hiệu quả nhưng trong trường hợp này nếu dùng cái định lý phép bài nhỏ hiệu quả thì nó hơi dài xíu tại vì đề bài cho là hai mũ b chứ không phải hai mũ b trừ một đúng không hai mũ b trừ một nó vậy là cái kiểu như vậy thôi ok à, mọi người có đặt câu hỏi gì thì hỏi nha cứ cứ hỏi thoải mái cứ hỏi thoải mái chúng ta giao lưu mà trao đổi rồi ok nó không hỏi mình qua bài tiếp theo bài tiếp theo là một bài hơi khó và cái lời giải trình bày này cũng hơi khó hiểu nên mình sẽ nói về cái cách trình bày khác ở đây là chia cho b mọi người không phải là là chia cho hai b cái lời giải này mình thấy hơi khó hiểu thì tất nhiên cũng là đi tìm tài liệu cứ copy paste cứ copy paste cho thôi nhưng mà đọc thấy thấy hơi khó hiểu đọc cái lời giải là hơi khó hiểu mọi người đó mọi người đọc bài giải hơi khó hiểu chúng ta sẽ có một cái hướng nhìn khác mọi người cái hướng tư hướng suy luận khác mà cực kỳ dễ hiểu à, hướng suy luận khác ở đây cái bài này á thì chúng ta nên dùng cái như vậy này, mọi người cái lời giải này đọc hơi 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 rối và ta sẽ sử dụng cái giả thiết đó, là a cộng b chia hết cho b này, Chưa? vì a cộng b chia hết cho b nên dẫn tới là a đồng dư với trừ b Mốt b. hồi bữa mình có nói về cái cái kinh nghiệm để nhìn giữa đồng dư và phép chia đó, đó là chúng ta chuyển vế, chuyển vế đổi dấu nhưng mà thật ra phải nói là chuyển vế trong dấu ngoặc kép, tại vì trong phép chia hết không có cái cái kiểu chuyển vế đổi dấu mà ta dễ hình dung, tức là mình hình dung như vậy nè khi mà mình bạn mình có cái chia hết cho B thì mình chuyển cái bơ này qua qua bên vế chuyển qua cái dấu ba chấm thì dấu ba chấm biến thành đồng dư thì và chuyển chuyển với thì đổi dấu luôn thì chúng ta sẽ có cái này đó mọi người hiểu không thấy kiểu như vậy à hình như mọi người thế bây giờ nếu A đồng dư mọi người hiểu không cái ý tưởng này nó dễ hiểu hơn cái mình mình đọc cái lời giải mình thấy hơi khó hiểu nè cái lời giải mọi người đọc ở dưới hơi khó hiểu nên chúng ta sẽ cái suy si luận ở đây chúng ta dựa vào cái giải thiết à, gì cho cái giải thuyết thì khi chúng ta đã có cái giải thích thì chúng ta sẽ thấy cái cái biểu thức này nè a mũ b cộng b mũ a nó sẽ đồng dư với gì a đồng dư với trừ b mọi người nó sẽ dẫn tới là trừ b mũ b cộng b mũ a mốt đúng không à, đồng dư chỗ đây để yên đúng không, mọi người đồng dư đây nè b mũ b cộng b mũ a thì ta tách ra chúng ta tách cái chỗ này ra à, tách cái chỗ này ra À, tách ra á, là bằng b mũ b mọi người ông này á, sẽ là bằng b mũ b ở trong này là gì à, b mũ a trừ b trừ một cái chỗ này à ok mọi người ok không à, lấy b mũ b là nhân tử chung thì chúng ta xuất hiện cái này nè à, chúng ta xuất hiện cái này đây chúng ta xuất hiện cái này cái việc của chúng ta á, nếu chúng ta chứng minh được cái này chia cho b là coi như bài toán chứng minh xong cái này nó có hình dạng hình dạng của phép ma nhỏ cái hình dạng của nó liên quan tới phép ma nhỏ hình dạng của nó mọi người hình dạng nó chia cho ba. đúng không mọi, mọi người, như dùng cái cách mà suy luận á từ cái giả thiết à mọi người đọc lại một xíu cái từ cái giải thiết là a cộng b chia cho b đó. thì chúng ta chuyển chuyển thành a đồng dư với trừ b mốt b thì khi đó cái mục tiêu của chúng ta là chứng minh cái ông này nè. Ông sao này chia hết cho B đúng không? Thì cái sao này mình tắt nè. Vì A đồng dư với trừ B rồi nên cái ông này sẽ đồng dư cái này. Mà cái này thì bằng cái này. À, như vậy. Vì chúng ta là chứng minh chỉ cần chứng minh cái biểu thức trong dấu ngọt chia cho B thôi. Cái biểu thức trong dấu ngọt nó có cái hình dạng của hệ quả phép ta nhỏ. Thì cái bên này chia cho B thì tự động cái bên với trái chia cho B coi như bài giải chứng minh xong. Thì vì chúng ta chúng ta sẽ dự, sử dụng tiếp tục giải thích hai mọi người. Giải thích hai. Giải thích hai. À, giải thích hai. Như vậy chúng ta sẽ có Bây giờ mình vận dụng nè B mũ B Thì đồng dư với B mút B Đúng không À B mũ B Cái này là dùng cái phép ma Phép ma nhỏ mà tổng quát Không dùng cái hệ quả Với B bất kỳ À với B bất kỳ À từ đó dẫn tới gì Ta chuyển qua là B mũ B Trừ B Chia hết cho B Chuyển qua cái chia hết cho nó dễ nhìn Một xíu là mình làm sao mình ép cái ông kia, ép ông kia chia hết mọi người, à, ép ông kia chia hết. Như vậy mình tách ra nè, như vậy cái thằng này là b nè mọi người, như vậy là b nè, b mũ b trừ một trừ một đúng không? Chia hết cho b, đúng không mọi người? Lấy b nhìn cho chung? Mà mọi người để ý cái dạng thứ hai là gì? Cái a trừ b cũng chia hết cho b trừ một nó dẫn tới điều gì mình thay cái chỗ b 1 một thành b mũ a trừ b trừ một thì cái này cũng chia hết cho b coi như bài toán chứng minh xong à mọi người hình không cái chỗ b trừ một này mình thay bởi cái a trừ b này, là vì a trừ b chia hết cho b 1 một nên cái tích này cũng chia hết cho b ông này chia cho hết cho b mà thì mình mà a trừ b chia hết cho b 1 một nên cái thằng này phải chia hết cho b 1 một chia hết cho b luôn xong coi như là ông này chứa cho b và bà toán giải quyết xong lời giải nó tự nhiên hơn, nó tự nhiên hơn. À. cái này mọi người bổ sung thêm, mọi người bổ sung thêm, đúng không? lời giải nó tự nhiên hơn. tức là dùng những cái giải thiết để suy luận à. cái bài này mình hướng theo mình hướng dẫn theo cách này cho học sinh học sinh nó sẽ dễ hiểu hơn vì nó biết rằng nó phân tích từ cái giải thiết đi tới thì nó sẽ tiếp cận dễ hơn. tự nhiên đọc cái lời giải dưới mình thấy hơi hơi chóng ngợp hơi chóng à, hơi chóng nó đúng nhưng mà nó hơi khó hiểu, hơi khó hiểu. À, ok, à, mọi người có gì hỏi thì hỏi. À, mọi người có gì hỏi thì hỏi nha. chứ thôi, bắt đầu mình xóa cái 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 phần chữ, đó. mình xóa cái phần chữ là nó mất, để mình chụp lại. Mọi người có gì hỏi không? Ok, nó không hỏi mình đi tiếp nha. Đi tiếp. À, có ai hỏi gì không ạ? À? Ok, mình đi tiếp. Rồi, mấy phần lời giải này mọi người về chỉnh lại. Mình chưa có thời gian chỉnh, à, chưa có thời gian. Nó qua bài này mọi người, à, qua bài này. Cho nó nói về cái bài này. Cái bài này sẵn tiện chúng ta có một cái tính chất Bây giờ A với 240 Là nguyên tố cùng nhau Phải chứng minh cái điều kia à, Ở đây nó có cái giải thích một xíu Kỹ hơn về cái bài này Cái bài này lên mạng thì lời giải nó như vậy đó mọi người Trên mạng nó lời giải như vậy Nói chung bây giờ tìm lời giải cũng dễ Nên lên mạng là có hết Chúng ta sẽ phân tích cái lời giải ở chỗ này Đầu tiên cái số này Vì nó, số này mọi người tách ra đúng không vì e và 240 nghiên cứu của nhau tức là giữa e và 240 không có ước chung mà 240 lại được phân tích thành cái biểu thức này thì giữa e và những cái con số a2 a3 a5 cũng không có ước chung mọi người nó bằng một nó bằng một ok chỗ này mọi người hình dung được không có thắc mắc chỗ này không ok mọi người lúc đầu mình hơi thắc mắc chỗ này tức là khi mình che cứu cái lời giải á của cái tính chất này đâu ra ta mình đi mò sách này sách nọ mình không thấy nói gì cả xong mình ngồi suy luận hồi chiều nay mới nhận ra à mình dự tính là bỏ cái bài này mọi người. Tại vì mình cảm giác cái tính chất này ok, chúng ta mình có thể ép mình là nhớ tính chất nhưng mà mình thấy hơi khó hiểu ủa vì sao như vậy. Rồi mình đi tìm cách sách mình không thấy nó nói. Mình tính bỏ bài này xong vô tình mình nghĩ ra à mình nghĩ được cái cách vì sao nên mình bỏ bài vô. À bỏ bài vô. À, đó là vì giữa A và 2 chấm nguyên tố cùng nhau tức là không có ước chung không cứ chung thì hiển nhiên hai trăm mười tách thành hai ba năm thì nó sẽ không cứ chung với hai ba năm đơn giản một cái lý giải rất là đơn giản à, mình thấy như vậy quá hay nên đưa bài nhà vô luôn <laughs> đơn giản thôi à, chứ lúc đầu mình tính bỏ rồi mọi người mình mình đọc lời giải mà mình kiểu như mình phải ép là bắt buộc phải nhớ nó thì xong mình cảm thấy quá okay kỳ ok nhớ cũng được nhưng mà tại vì các lời giải trên mạng nó đều như vậy như vậy nó là có một cái tính chất nhưng mà mình không giải thích được cái tính chất vì sao thì mình khó chịu quá tính bỏ nhưng mà vô tình chiều nó giải thích được anh à, nên bỏ vô à bỏ vô. À vậy à, giống như trên mạng thì nó có một cái bài toán mọi người về đồng dư mà tới giờ mình vẫn không giải thích được vì sao như vậy nên mình vẫn chưa đưa vào cái bài này. Ở cái bài đó mình có một cách giải khác là ra đúng đáp số. Nhưng cái lời giải trên mạng dựa vào đồng dư là cái bài 1 mũ 2002 mọi người. Cộng với 2 mũ 2002 cộng tới gì đó. Rồi chứng minh chia hết cho mấy á. À, họ làm á là họ làm là gì họ làm cái kiểu là a a mũ mấy đồng dư với một đồng dư a mũ b đồng dư với a mũ b rồi tự nhiên họ suy si ra họ suy si ra luôn họ kêu là a bình đồng dư với a mũ mũ ba rồi họ suy si ra a bình a mũ hai nghìn hai đồng dư với a mũ ba à tới giờ mình họ không hiểu mình vẫn chưa giải thích được vì sao từ đây họ suy si ra như vậy mình đã tìm mọi cách rồi vẫn chưa giải thích được và trên mạng chỉ đi một đúng một cái lời giải này vì vì mình chưa giải thích được cái chuyện đó nên mình không đưa cái bài này vô và mình vẫn sẽ đưa cái bài này ở một chuyên đề khác vì mình có một cách giải khác không gì với đồng dư do cái đồng dư mình không hiểu mà đa số lời giải trên mạng đều như vậy nhưng mà mình không giải thích được cái bước này mình không giải thích được vì sao từ đó anh suy ra đồng dư với a dùng phương pháp gì nâng lên lũy thừa cộng trừ nhân chia mình nó phải ra a bình chứ không phải ra a nó phải ra bình. À, nên mình chưa giải thích được. À, nên cái bài này mình sẽ chuyển tìm hiểu cách khác. Mình đã tìm hiểu được cách khác à, và sẽ hẹn trong một cái chuyên đề liên quan tới nó. Còn cái bài mà giả bài đồng dư này mình sẽ nghiên cứu tiếp, ngậm 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 tiếp chứ mình thấy hơi kỳ kỳ, chưa chưa hiểu lắm. À, nên chưa bỏ vô được. Cái lời giải nó sao sao à, kiểu như vậy. Rồi, à, như vậy chúng ta đi giải thích với mọi người. Thế bây giờ vì sao từ đây qua đây? Thì họ sẽ sử dụng định lý phép mang nhỏ. Họ sẽ sử dụng định lý phép mang nhỏ. Đó mọi người, đó là gì? À, bình A bình chỗ này nè, nó phải nó phải là kỹ hơn chỗ này nè, là a a mũ 2 1 đồng dư với 1 mũ 2. Đúng không mọi người. Đúng chưa? À a, a mũ 3, à, nói vậy mũ 3 thì phải là a 3 1. 3 1 thì dẫn tới là a bình đồng dư với 1 mũ 3. Dẫn tới a bình 1 chia cho 3 nè. À. Còn ông dưới á, ông này là từ là a mũ 5 1 đồng dư với 1 mũ 5. Nó nó ra được cái này. Đúng, mọi người. à rồi bây giờ từ đây làm sao ra đây à bây giờ tôi tới đây hiểu rồi đúng không mọi người tới đây hiểu rồi mình xóa tạm xóa nha Ồ, ok rồi có có hỏi gì chỗ đây không có hỏi gì đây không? à không hỏi đây thì mình tạm xóa nha à rồi mình tạm xóa thế bây giờ từ đây tức là thực ra mình đi phân tích cái lời giải trên mạng thôi Thế từ đây làm sao ra đây à từ đây à, là... Đúng, đúng. là hàng thức đúng không hàng thức a à, bình Trường 1 nhân với a bình cộng 1 đúng không nhưng mà thực ra à, theo kiểu đó cũng được nó cho nó cho nó ra mũ 4 để đồng dạng để cùng với mũ 4 mọi người à, từ đây ra đây thì đơn giản rồi từ đây ra đây thì đơn giản rồi đúng không à, à, cái này thì nó dựa trên tính chất gì là a và a chia hết cho b và a chia hết cho c và để ý một điều là gì chúng ta không thể ghi là A chia cho B, A chia cho C, C, với A chia cho tích B, là sai nha. Mà phải là bc C nguyên tố cùng nhau. Thì mới được. Mới được nha. Nguyên tố cùng nhau. Thì mới được suy ra nhân tích. Thì 3 và 5 nguyên tố cùng nhau nó ra. Nó ra. À giờ chúng ta phân tích tiếp mọi người. Ô, oh, ok. Chỗ này dòng dòng đầu tiên hiểu mọi người. Dòng đầu tiên có gì thắc mắc hỏi nha. Tới đây. À như vậy. Như ta tiếp tục chứng minh nó chi tiếp cho cho cái uh, 2 mũ 4. Tức là 16 đúng không? Phải chia cho 16. 16 và 15 là nguyên tố cùng nhau nên nó sẽ chia hết cho 16 nhân 15 thì ra được 240 à, vấn đề là chỗ này ở à, chỗ này mọi người là vì a và 2 là nguyên tố cùng nhau nên a là số lẻ a là số lẻ à, cái này mình bổ sung thêm trên mạng đó, nó không có cái này thì nên bỏ mất cái này nó ghi vì a 1 a cộng hai số chẳng trời ơi đọc lúc đầu đọc vô ủ, gì? <laughs> à, thì ra là cái này à, thì ra là vậy là vì a và hai là nghi tố cùng nhau tức là a không chia cho hai mà a không chia 2 thì a phải là số lẻ mà lẻ thì nó có dạng a bằng 2k cộng cộng 1 mà khi A 2k cộng 1 thì trừ đi 1 thì nó là chẵn cộng 1 là chẳng là hai số chẵn liên tiếp mà khi hai số chẵn liên tiếp thì nó sẽ chia hết cho 8 đúng không tính chất này nằm ở cái chuyên đề phép chia hết mình có gửi rồi là chia hết cho 8 à bây giờ cái vấn đề là a bình cộng 1 chia cho 2 thì đơn giản là bình phương nó thôi, thôi đơn giản bình phương thôi, thôi mọi người Này bình lên hai bình lên thì mọi người mới thấy cái đuôi cái đuôi nó là số 1 cái đuôi nó là số 1 nó sẽ đồng dư với một hai mình ghi cho nhanh thôi thì mình hình dung mình cứ viết theo kiểu hàng thức đó. cái đuôi là một thì mình cộng thêm một thì cái đuôi là hai thì chia cho hai xong hết bài à, còn mình mình viết thấy cái ngôn ngữ này thì nó sẽ nằm ở phần 3 là số chính phương và phép đồng dư chúng ta sẽ tìm hiểu rất kỹ về cái cách ghi này và ghi một cách tự nhiên mọi người chúng ta sẽ không phải nhớ đâu hồi giai đoạn đầu khi mình học về cái số chính phương và đồng dư đó, mình ngồi mình học thuộc lòng À, Ai bình đồng dư với không một không ba bình đồng dư với không một bốn mốt năm sao mình ngồi mình học thuộc lòng xong mình quên mình quên xong bắt đầu mình tức ức chế quá mình phải nghiên cứu ủa vì sao vậy vì sao vì sao như vậy khi quên tính sao thì chúng ta đã mình đã tìm được câu trả lời và cái câu trả lời đó nó sẽ giúp chúng ta tư duy rất nhanh trong vòng 10 giây tới 30 giây tối đa Vậy ta ra luôn và lỡ chúng ta quên chúng ta có thể suy luận rất là nhiều thứ à coi như xong bài này mọi người à coi như xong ok chúng ta chuyển qua bài toán này bài toán này hơi khó một xíu là chuyên phổ thông năng khiếm chín tám chín tám chín đúng không ok chúng ta tách ra chúng ta tách chúng ta tách cái bốn hai này ra chúng ta tách cái bốn hai này ra mọi người thành cái này thì mọi người thấy một điều gì hai ba bảy bảy b là những số nguyên tố đôi một nguyên tố cùng nhau nên chúng ta chứng minh nó chia hết cái từng thằng à, chia hết cái từng thằng là chúng ta xảy ra hình dung như này đúng không chia hết từng thằng như vậy ở đây chúng ta sẽ chứng minh nó chia hết cho gì cho hai nè ta chứng minh chia cho 2, chia cho ba là theo cái này nè à, cái này mình đơn giản là chúng ta chỉ cần nhắc lại một số tính chất mà chúng ta đã nói ở cái buổi 1 là gì a mũ n trừ b mũ n thì chia hết cho a trừ b đúng mọi người a mũ n cộng b mũ n thì chia hết cho a cộng b với điều kiện n lẻ n chẳng không dùng được nha và a mũ n trừ b mũ n sẽ chia hết cho a cộng b với điều kiện n chẳng à, chúng ta nhắc lại kiến thức này một xíu thì chúng ta sẽ dùng rất là nhanh đây 3 mũ B trừ 1 mũ B thì chia hết cho 3 trừ 1 chia hết cho 2. 2 mũ B chia cho 2 coi như xong. Tương tự 2 mũ B cộng 1 và B là số nguyên tố lớn 7. Chỗ này phải dễ ý à. Tại sao cái này chia hết cho 3? Là vì 2 mũ B cộng 1 sẽ chia hết cho 2 cộng 1. Do B là số lẻ. Đúng cái công thức thì số lẻ. Thì mới chia được. Nên nó chia hết cho 3. Nó giải thích vì sao như vậy. À, giải thích vì sao như vậy. Ok mọi người. Như vậy nó đã chia hết cho hai ba rồi chúng ta sẽ đi chứng minh chia hết cho 7 và chia hết cho b là xong đúng không ok chúng ta có gì hỏi thì hỏi nha Đây có gì hỏi thì hỏi rồi. ok có gì hỏi thì hỏi mọi người à. rồi như vậy chúng ta tiếp tục đi tới cái phần tiếp tục chi tiếp mọi người chi tiếp cái chỗ này thì Cho cái phần word nó rộng lên chút nữa được không ạ Phần word thì rộng thấy... hơn hả Rộng lắm rồi đó ừ. Đó bạn dùng điện thoại rồi đó ừ. Chắc là rộng lắm rồi đó Rộng không có chỗ ghi Chỗ mình ghi luôn á <laughs> Rồi Tiếp tục như vậy Chúng ta sẽ đi Nó chia hết cho B mọi người Bằng cái gì Áp dụng định lý phép mang nhỏ Đúng không? Để định lý phép mang nhỏ nè à, Mình nhìn cái đề bài là Mình cần B Mình cần cái gì Mình cần cái giả thuyết là 3 mũ B Thì mình dùng 3 mũ B thôi Đây ba mũ b nè đồng dư với ba mũ b mình cần nè ba mũ b nè mình cần hai mũ b nè hai mũ b đồng dư với hai mũ b xong mình cộng lại mình trừ nhau đúng không mọi người trừ nhau xong mình trừ thêm một nữa bảo toàn tính cái tính chất đồng dư bảo toàn gì vậy à, cộng trừ à, cộng trừ nhân và nâng lên thừa đúng không còn chia thì nó ra là b như vậy việc của ta bây giờ là gì mọi người đó là chứng minh chia hết cho cho bảy là xong thì cái phần chứng minh chia cho 7 nó mới là phần khó với cái bài này cái đề này năm đó thì chứng minh chia cho 7 mới là phần khó Giờ chúng ta nói về vấn đề chia chứng minh chia cho 7 mọi người có nhìn cái điện à ấy nha à, chứng minh chia cho 7 thì cái chỗ này nè mọi người một số nguyên tố b khi chia cho 6 chỉ có thể dư 1 hoặc 5. chúng ta giải thích vì sao cái chỗ câu này cho trên mạng nó giải như vậy đúng không chúng ta giải thích vì sao cho ta nói chung là giải này trên mạng này mình chẳng như là đi siêu tầm rồi xong mình cứ bị bắt nó phù hợp cái bị bắt thôi bây giờ ngồi giải thích cái lời giả hơn. À, tất nhiên mình khi mình soạn cái nội dung á, là mình cũng cái cấu trúc mình đã tính toán và mình kiếm cái bài tập nó phù hợp cái cấu trúc à, kiếm cái bài tập phù hợp cấu trúc và theo mình cái cấu trúc này là hay nó bao quát được cái định lý phép ma vì ở phần sau mọi người thấy mình đưa các bộ đề liên quan đến định lý phép ma mà chứng minh nghiệm phương trình vô không có nghiệm nguyên đó. đúng không mọi người hãy thấy À, và mình thấy tới có 3 bộ đề có nhiều sách chỉ ghi hai bộ đề thôi à, mình tìm được, được tới ba thì vì sao một số nguyên tố b khi chia cho 6 chỉ có thể dư một hoặc năm chúng ta giải thích mọi người vì đơn giản thôi à, Bây giờ mình đơn giản một số chia 6 thì nó có dạng gì là 6k 6k cộng 1 đúng không là 6k cộng 2 6k cộng 3 6k cộng 4 và 6k cộng 5 Thế vì sao những cái thằng kia loại đơn giản Vì nếu anh là B bằng 6 K Thì anh là hợp số Chứ không còn là số nguyên tố Anh chia được cho 2 cho 3 Sai Nên nó không có dạng 6K Nếu là 6K cộng 1 thì đúng mọi người Đúng không Thế 6K cộng 2 thì nó sao Nó lúc đó sẽ bằng 2 3K cộng 1 Như vậy nó chia hết cho 2 Thì B không thể là số nguyên tố Tương tự vậy ông này sẽ chia hết cho 3 Nếu có dạng 6K cộng 3 thì nó chia cho 3 Ông này sẽ chia hết cho 2 nên tóm lại nó chỉ có dạng 6K cộng 1 và 6K cộng 5 chậm hết. Ok mọi người. Nên một số nguyên tố khi chi 6 chỉ có thể dư 1 và 5. Và thật ra quan điểm của mình là chúng ta không cần phải nhớ câu này. Đúng không? Chúng ta trẻ cần phải nhớ một số nguyên tố B khi Hay chi nhé. 6 phải dư 1 và 5. Trẻ cần phải nhớ. Đơn giản là khi chi 6 nó có những cái dạng này. Những cái dạng kia bị loại còn là hai dạng kia. Và cái việc loại này trong vòng 10 giây là ra cho mọi người. Suy nghĩ 10 giây, tối đa 10 giây là loại được à. Còn lại xong hết bài. Cần gì phải nhớ, nhớ chi cái này rồi lộn xộn mệt đúng không nhớ lộn số à, coi như xong ok mọi người rồi ok chỗ này cái gì thắc mắc không à, cái gì phát không không thắc mắc thì mình qua tiếp đúng không sau khi đã loại được hai trường hợp rồi thì ta đơn giản ta xét từng trường hợp xét xong ta thay vô thôi mọi người thấy này vô thôi mình tới đây đúng không thay vô rồi dùng những cái tính chất của đồng dương ta làm đúng không à, vì sao cái này chúng ta đơn giản bấm máy tính mọi người lấy máy tính bấm ba mũ sáu bằng 500 bao nhiêu đó ba à, 3 mũ sáu mình bấm ra thì nó bằng bảy trăm hai chín 729 mà chia 7 thì nó bằng 104 dư 1 à, dư 1 thì đồng dư 1 7 tư tự 2 mũ 6 bấm ra mọi người B bằng 32 bằng bao nhiêu đó bằng bao nhiêu đó 2 à, không phải số 4 số 4 32 mũ 6 là số 4 ví dụ vậy chia 7 chia 7 thì bằng số 3 dư 1 à, xong à, tư tự ở dưới đúng không mọi người xong cái vị đó thì dùng máy tính bắp à, dùng máy tính bắp ok à, mọi người có thấy mắc gì không chúng ta không thấy mắc chúng ta qua tiếp bài 2020 bài này không thì cái bài này á mọi người ở đây là mình hồi chiều mình có gửi cái lời giải vào trong nhớ đúng không thì mình chỉ là đơn giản mình phân tích cái lời giải thôi mình cũng tham khảo lời giải mình phân tích thì cái cái ý tưởng của nó là dựa trên điều kiện cần và đủ và cụ thể hóa cái phương pháp cụ thể hóa cái bài giải tức là vì anh đúng với mọi vì anh đúng với mọi thì anh sẽ đúng với một số cụ thể và khi bạn đúng với cụ cụ thể thì nó ra cái dạng này thì chúng ta tự chúng ta có thể dự đoán được là cái giá trị B sẽ là 2, 3, 19 và 7 là vì chúng ta lại đi chứng minh thôi. Tức là chúng ta dùng cái phương pháp cụ thể hóa hay gọi là điều kiện cần á. Sau khi ra được chúng ta dùng điều kiện đủ với những giá trị đó nó có đúng hay không. Đúng không? Cụ thể hóa rồi chúng ta dự đó được cái giá trị B và ta chứng minh nó đúng với giá trị B. Thì cái lời giải, cái lời giải mình gửi trong nhớ bằng ảnh á. Mình đã phân tích cái lời giải kỹ hơn. Cái lời giải trong này có một số chỗ hơi sẽ hơi khó hiểu. À, là cái chỗ này nè. À, sau khi chia tự nhiên xét cái trường hợp này thì mình đã phân tích vì sao rồi mình phân tích vì sao nói chung là các bạn có thể đọc cái lời giải ảnh cái bài này trong nhóm mình mới gửi và đọc lời giải này thì các bạn sẽ thấy sự tương đồng nhưng mà mình phân tích kỹ hơn mình phân tích kỹ để đọc dễ hiểu nha cái bài này chúng ta lướt qua cho nó kịp thời gian tại vì chúng ta còn 15 phút nữa thôi và chúng ta phải nói cái phần quan trọng rất quan trọng về nghiệm nguyên đó là bộ đề bộ đề à, cái này rất quan trọng về lý thuyết mà ok mọi người à, bộ đề liên quan tới dạng 4 k cộng ba tức là số nguyên tố có dạng 4 k cộng 3. số nguyên tố phải có dạng 4 k cộng ba mọi phải có dạng 4 căn 3 ví dụ số 7 bằng 4 nhân 1 cộng 3 đúng không số 11 bằng 4 nhân 2 cộng 3 đó là số nguyên tố có dạng như vậy được chưa mọi người ok mọi người thì nếu như a bình bình phương của tổng ở tổng hai bình phương chia cho b thì từng số chia cho b đây là cái cái một cái dạng bộ đề cái dạng bộ đề những cái dạng bộ đề này thường là sử dụng trong cái chứng minh một cái phương trình không có nghiệm nguyên nhưng nó còn sử dụng vào một dạng khác nữa mà nhiều tư liệu không nhiều tư liệu không có ghi họ đa số khi đụng tới bộ đề này họ sử dụng trong cái bài toán là uh, là là gì ta là chứng minh một cái phương trình không có nghiệm nguyên thôi nhưng nó còn liên với cái dạng khác nữa thì chúng ta sẽ bổ sung cái phần nó sau mình có tìm hiểu rồi nhưng mà không có kịp không có kịp nói nhưng mình có bổ sung mình có bổ sung một bài trong này là bài cuối cùng chúng ta tạm thời nhớ cái bộ đề chúng ta nói cái định hướng của mọi người chúng ta kết thúc sớm để chúng ta đi ngủ thì cái phần chứng minh mọi người đọc chỗ nào không hiểu hỏi vô nhóm giờ ta vận dụng vận dụng đúng không, mọi người à, vận dụng cái gì không hiểu thì hỏi vô nhóm nha à, tại vì không có đủ thời gian chúng ta là giao lưu chủ là nói về cái hướng làm và cái hướng tư duy thôi hướng suy luận thôi còn lời giả có sẵn rồi tự làm thôi à, à cái, cái cái dạng gì số yếu tố này phải có dạng 4 k cộng một bốn k cộng ba nha không có, này, không có dạng này không có dùng được thằng này nha ví dụ Ví dụ số 5 là không dùng được. Số 3, số 3 thì được không? À số 3 được, 4k cộng 3. Số 5 không dùng được, thì không chơi nha, là không đúng với dạng này. À, thì khi mà bình phương tổng của hai bình phương chia b thì a và b chia cho b. Ok mọi người. À rồi. Chúng ta và bộ đề 2 là a bình cộng 1 không có ứng nguyên tố dạng 4k 1 à. Còn phần chứng minh mình đã ghi rõ ràng ở đây rồi. À chứng minh này khá là rõ mọi người đọc. À, chúng ta có hai bộ đề liên quan đến 4k cộng 3 và phải nói là là liên với cái số nguyên tố có dạng 4k cộng 3 nha phải là số nguyên tố có dạng 4k cộng 3 ok mọi người à, ok không rồi a bình cộng 1 không có ước nguyên tố dạng thì phần chúng mình đã xong bây giờ ta đi qua đi qua cái phần bài tập không có nguyên dương thì chúng ta tách ra mọi người dùng hạng thức tách ra Nói cái hướng thôi thì mọi người thấy nó có dạng là a bình cộng b bình thì chia hết cho 19 mọi người vì cái này nó bằng 38 mũ tính ra mà 19 thì có dạng 4k cộng 3 tức là 4 nhân mấy mọi người cộng 3 4 nhân 4 4 cộng 3 như vậy theo tính chất thì từng thằng sẽ chia hết cho 19 như vậy là A chia 19 và B chia 19 như vậy chúng ta quay ngược lại nó chia 19 là bình phương lên bình phương lên phải chia 19 mọi người mà bình lên thì hóa ra chia 19 bình chia 19 bình chỗ này sai xin lỗi chia 19 bình bình lên bình lên vậy tận tới 38 chia 19 bình là sai mọi người sai vô lý nên nó không có nghiệm nguyên được mọi người thấy không rất là nhanh ok mọi người ok nó tương tự như vậy mọi người mọi người hình dung được không mình nói hơi nhanh tại giờ gần hết giờ mình nói hơi nhanh ok có gì hỏi hỏi à, sao nó chậm lại xíu có gì hỏi hỏi mọi người à, có gì hỏi mọi người ok vậy không có gì hỏi mình đi tiếp nha à... à, qua cái phần này là chứng minh cũng không có nghiệm dương thì cũng tách ra mọi người, nó có z bình cộng 1 nè. Tách ra nó có cái dạng này nè mọi người. Và giấy bình cộng 1. Thì nó có a bình cộng 1 và chúng ta nói một điều gì a bình cộng 1 không có ước nguyên tố dạng 4k cộng 1. Nhưng hai thằng này có dạng mọi người, 4x 1 có dạng 4k cộng 1, mọi người tách ra là gì? 4x nè cộng 4, có phải Trừ -4 hả mọi người, cộng 3 không? 4x 1 là bằng 4x 4 cộng 3 thì bằng 4 của x 1 cộng cộng 3 có dạng 4k cộng 1, tức là bên vế phải có dạng 4k cộng 1, có ước là 4k cộng 1 nhưng bên bên vết trái có ước có dạng bộ cát một còn bên phải không có như vậy dẫn tới một sự vô lý xong ok mọi người à, thì nó ra cái hướng tư duy như vậy thôi à, có cái hướng cái cái hướng suy nghĩ rồi mọi người đọc bài giải xong đấy bài chúng ta đi đến một cái tiếp tục là một cái bộ đề tiếp theo mà nhiều sách không có à, nó có một cái dạng mọi người thấy không cái dạng này không có trong các tư liệu nha nhiều tư liệu không có đưa vô cái dạng khi mà đụng nói tới bộ đề này họ không đưa cái dạng này vô họ chỉ đưa cái dạng là phương trình không có nguyên thôi nhưng mà mình vô tình thấy mình đưa vô luôn cái bài này mọi người đọc nó đó, nó cũng phải sử dụng 4 cây cộng một nè nó có sử dụng 4 cây cộng một à bốn nha nó có sử dụng ở trong mọi người nó có sử dụng hai cái bộ đề đó à, rồi ok nó mình đọc đi mình đọc không hiểu gì mình hỏi nha à, cho nhanh à, cái gì à hay quá à. À, ok lấy à, nữa cái câu hay quá nhắn vô nhóm ấy nhắn vô nhóm cho nhóm có động lực <laughs> đúng rồi thực ra phải nhắn vô nhóm có động lực còn nhắn ở đây thì nó sẽ mất nó sẽ mất đây một cái bộ đề lưu quan ba 3k cộng 2. Ừ. À, một cái cái này nhiều sách không có mọi người. Ô mình đọc vô tình, cái này sẽ là vô tình thôi. Thực ra hồi trước khi mình làm về số học mình chỉ thấy có dạng 4, 4k cộng 3 thôi. Nhưng mà hôm nay mình vô tình tức là nó có một cái hay mọi người, thực ra tại sao mình nói là mọi người phải ấm bình chọn, dù là mình vẫn đưa lính vô nhóm chung, dù các bạn không bình chọn, các bạn vẫn lên nhưng mà tại sao cái sự bình chọn nó tạo một cái động lực mọi người. Khi mà mình thấy số lượng bình chọn đông thì mình sẽ có một cái động lực để soạn bài và khi mình chọn bài mình sẽ nghiên cứu rất nhiều sách và mình vô tình ví dụ như hôm nay mình thấy có tới hơn 30 bạn đăng ký mọi người mình nói thật nó tạo mình một cái động lực và mình phải soạn một cái bài thật chỉnh chu và mình đọc rất nhiều sách và vô tình mình thấy có một cái bộ đề liên quan tới 3 k cộng hai hồi xưa mình chỉ biết là 4 k cộng ba mọi người tự nhiên vô tình thật sự là hôm nay mình mới phát hiện đó hôm nay mình mới phát hiện cái bộ đề ba k cộng hai người mới hôm nay thôi tức là một cái động lực của nhóm biết rằng hôm nay hơn 30 bạn đăng ký nhưng mà lên có 15 bạn à <laughs> nhưng mà cái số lượng đăng ký đó làm cho mình có cái động lực để mình phải chỉnh chu cái lời giải thật sự hồi xưa mà mình nói mọi người cái nhóm mà mình làm một cái chuyên đề về tỷ số diện tích đó, tỷ số diện tích đó, cái tỷ, cái bài đó là bài gọi là làm cho nhóm nổi luôn mọi người thật sự cái 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 buổi giao lưu về tỷ số này là làm cho nhóm nổi luôn á là có hơn 70 bạn đăng ký mình nói bạn sau có những có những bạn nói với mình là 4 giờ sáng mai phải thức dậy đi đi công việc nhưng mà chấp nhận tối nay thức đêm để nghe để vì rất cần cái bài này cái bài đó rất là hay mọi người tại vì cái bài đó mình mất gần 2 tuần để mình soạn mình nghiên cứu gần 20 quyển sách hình học để mình soạn nên tất nhiên cái chuyên đề tỷ số này nó khác với chuyên... với tư liệu các bạn thấy nó rất là kỹ tại vì sao lúc đó tới 70 bạn đăng ký nên nó tạo một cái động lực mọi người và buộc mình phải gần như là dành hết toàn bộ sáng chiều tối mình soạn cái bài này luôn đó chứ không phải đơn giản đâu ở trong trong này là sau cái bài đó là nhóm nổi mọi người nhớ bắt đầu nổi từ đó tất nhiên sau này còn nhiều nhờ nhiều bạn như bạn thế là cái bài gì tứ giác thuyền nè ồ, ồ cái bài tứ giác thuyền của bạn thế phải dùng từ tới giờ mình vẫn còn thấy ghiền mà quá hay luôn mọi người muốn xem những cái video cũ thì mọi người vô cái youtube mà mình gửi cái link đó mọi người vô nghe cái bài tứ giác thuyền của bạn thế trồ nó hay nó hay tàn nhẫn mọi người thật sự cái bài hình của bạn bạn, bạn thế á cái tướng giác thiền rất là hay cái tướng giác thiền rất hay à, mọi người xem hình à, còn bên tổ hợp á bạn thế có làm về bất cực hạng đúng không thế rồi chị Huyên là bên uh, bất biến à, chị Huyên đúng không chị Huyên là bất biến bạn thế là cực hạng đúng không không cực bất uh, bất biến nhớ mình chưa làm chắc nhớ bất biến nhớ mình chưa làm bạn chị Huyên là đi rít lê chị Huyên là đi rít lê đúng không thế hôm đó là cực bất cực hạng bất biến nhớ mình chưa làm Bữa nào chúng ta làm một buổi bất biến buổi này chúng ta làm một buổi bất biến rồi bất tận thức thì nhớ mình làm nhiều rồi bất tận thức nhớ mình làm nhiều lắm bất tận thức nhớ mình làm coi như nát luôn đó. nát nát bất thức luôn á à, nát rồi đó. rồi ok à, cái dạng này mọi người đọc ok à, thì à, cái nói chung là tới đây thôi chúng ta nói tới đây thôi à, thì à, mọi người có nhận xét gì về buổi buổi giao lưu hôm nay thì mọi người nhắn vào trong nhóm á nhắn sự thật thôi có sao nói vậy à, để thôi ra gian... À, có dở thì góp ý, có hay thì cảm ơn một cái lời cảm một cái lời động viên à, để khen ngợi để cho nhóm có động lực thật sự cái động lực nó quan trọng, nó làm cho mọi người có động lực thật, thật sự mọi người động lực nó quan trọng. Ok mọi người, vậy à, thôi cảm ơn mọi người, à, mọi người cứ tiếp tục à, nghiên cứu cái file PDF, à, rồi video ngày mai mình gửi, rồi có gì không hiểu mọi người cứ nhắn vào nhóm nhưng mà khi nhắn mọi người chụp cái chỗ dù mọi người đọc PDF mà chỗ nào không hiểu thì chụp lại cái chỗ nó nhanh xong quần lấy cái màu quần lại. Dùng trên, trên điện thoại ấy, hay là in ra thì quần lại Để mọi người chú ý vào cái chỗ đó Rồi hỏi là cùng giải đáp cho nó dễ nha mọi người Ok à, cảm ơn mọi người đến với buổi giao lưu à, Chào mọi người hẹn tuần sau Chúng ta đi với một buổi phần 3 Phần 3 xong ta sẽ tạm dừng số học Và ta sẽ chuyển qua cái mảng hình học hay mảng gì đó Để các bạn khách mời đăng ký à, và Bạn nào có thể đăng ký Một cái chuyên đề với nhóm thì có gì nhắn cho mình nha à, Ở đây mọi người cùng giao lưu Tức là mọi người cùng chia sẻ Chứ không phải một mình mình đâu à, các, Ở đây nhiều bạn chia sẻ rồi À, nhiều bạn chia sẻ nhưng Mà dạo này các bạn bận Các bạn bận tại vì giáo viên trên trường mà Giáo viên trên trường bận lắm Có mình tự do mình rảnh thôi <laughs> Ok à, cảm ơn mọi người rất nhiều à, Chúng ta sẽ hẹn mọi người ở phần 3 Và mình sẽ nói phần 3 cực kỳ hay à, Mình mình sẽ làm cho cái vấn đề không còn phải nhớ công thức nữa Dẫn dắt thôi à, Ok à, cảm ơn mọi người rất nhiều Bye bye mọi người Cái gì cho nhận xét <laughs>